Kính thưa cộng đoàn, nghi thức đêm nay được gọi là nghi thức canh thức vượt qua. Nói đến canh thức là chúng ta nói đến sự chờ đợi. Sự chờ đợi sẵn sàng. Nói đến canh thức là nói đến chúng ta kiên tâm cầu nguyện. Nói đến canh thức là nói đến một cộng đoàn cũng như cá nhân đang chờ đợi một biến cố gì xảy đến. Và nếu chúng ta hiệp thông với cả giáo hội Hoàn Vũ thì chúng ta sẽ thấy một hình ảnh tuyệt vời của giáo hội đêm nay. Đó là giáo hội từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi, tất cả đều cùng canh thức cầu nguyện để chờ đợi một biến cố quan trọng đang xảy đến. Biến cố ấy là biến cố phục sinh. Nghi thức của đêm nay khá dài, dài hơn thường lệ, có nhiều bài đọc sách thánh, nhiều bài đáp ca mà chúng ta vừa tham dự. Và vì nghi thức này rất quan trọng cho nên mang nhiều ý nghĩa, mà nhiều ý nghĩa rất là thiết thực đối với đời sống của người Kitô hữu. Chúng ta nghe từ nãy cho đến bây giờ tất cả là có 5 bài đọc. Và có các bài sách thánh Cựu Ước cũng như bài Tân Ước. Mỗi một bài thì nói về một ý nghĩa, một khía cạnh, trình bày một khía cạnh về Thiên Chúa. Tôi lược qua rất là ngắn gọn để chia sẻ với cộng đoàn chúng ta ý nghĩa từ các bài đọc ấy. Khía cạnh thứ nhất mà phụng vụ muốn trình bày cho chúng ta về Thiên Chúa đó là Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Đây là một giáo huấn rất quan trọng của Kinh Thánh. Đây là một câu trả lời cho những vấn nạn từ ngàn xưa. Vũ trụ này bởi đâu mà đến? Con người bởi đâu mà có? Tại sao mà con người có thể hiện hữu trên trần gian này? Kinh Thánh đưa cho chúng ta câu trả lời: Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Và bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta Thiên Chúa sáng tạo trong 6 ngày, và ngày thứ 7 thì người nghỉ ngơi. Đó là cách trình bày khía cạnh thứ nhất về Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Khía bài sách thánh thứ hai nói với chúng ta Thiên Chúa là đấng trung thành. Chúa đã thử ông Abraham, ông chỉ có một người con trai thôi, nhưng mà Chúa bảo là ngươi hãy xác tế đứa con ấy và dâng cho ta. Abraham vâng lời Chúa làm như vậy. Và khi ông gần giơ tay giết hại đứa trẻ thì Chúa nói: Thôi dừng lại, ta biết rồi. Bởi vì ngươi đã không khước từ dâng đứa con cho ta, cho nên ta sẽ thực hiện lời hứa với ngươi. Đời này qua đời kia ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi được nên đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Bài sách thánh thứ hai giới thiệu với chúng ta Thiên Chúa là đấng trung thành. Ngài trung thành gìn giữ lời hứa của người, và người lập giao ước với con người để con người bước vào trong mối tương quan với Chúa, để trong cuộc đời của họ có Chúa luôn luôn bảo vệ chở che. Bài sách thánh thứ ba kể lại một biến cố vô cùng quan trọng đã được gác sâu trong lịch sử dân tộc Do Thái. Đó là biến cố xuất hành. Biến cố này xảy ra vào khoảng 1.400 năm trước công nguyên, khi mà người Do Thái đang sống ách nô dịch Ai Cập. Họ kêu cầu Thiên Chúa, Chúa dùng ông Môi-sen làm thủ lãnh để dẫn đưa họ ra khỏi Ai Cập, và họ vượt qua biển đỏ. Một sự vượt qua biển đỏ rất là kỳ lạ và ngoạn mục. Những người Do Thái thì đi qua biển khô chân, trong khi đó những người Ai Cập đuổi đằng sau, nước dồn vào hai bên và làm cho người, ngựa, chiến xa và đạo binh của Ai Cập chết hết, phơi thây trên mặt biển. Vì thế mà bài sách thánh thứ ba trình bày với chúng ta Thiên Chúa là đấng giải phóng con người. Và bài thứ bốn chúng ta vừa nghe bài tin mừng, rất quan trọng trong tin mừng thánh Luca, muốn giới thiệu với chúng ta một hình ảnh Thiên Chúa của chúng ta tôn thờ là đấng đã chấp nhận chết cho con người được sống. Thiên Chúa là đấng đã chết để con người được sống. Thiên Chúa là đấng chịu khổ nạn trên cây thập giá để con người được hạnh phúc. Thiên Chúa là đấng mang trên đôi vai mình tội lỗi của muôn dân.
Chúa Giêsu trên cây thập giá mà chúng ta suy niệm cử hành ngày hôm qua và ngày hôm nay nhắc lại cho chúng ta chân lý này. Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa đã chết để cho con người được sống. Thiên Chúa chịu đau khổ cho con người được vinh quang. Thiên Chúa mang lấy thân phận con người và mang lấy tội lỗi của con người để con người được ơn tha thứ. Thưa quý ông bà và anh chị em, nội dung của bốn bài sách thánh, sứ điệp và bốn bài sách thánh muốn nói với chúng ta là như vậy. Tôi xin nhắc lại, bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Bài thứ hai nói với chúng ta Thiên Chúa là đấng trung thành. Bài sách thánh thứ ba nói với chúng ta Thiên Chúa là đấng giải phóng con người. Và bài tin mừng Thánh Luca khẳng định với chúng ta một điều, Thiên Chúa là đấng đã chết cho con người được sống. Và cuối cùng thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo dân thành Roma khuyên chúng ta rằng, vậy khi chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng tất cả những điều kỳ diệu Chúa làm trong lịch sử, Thiên Chúa tạo dựng con người, Thiên Chúa trung thành với con người, Thiên Chúa giải phóng con người và Thiên Chúa chết để cho con người được sống, thì chúng ta làm gì? Thánh Phaolô khuyên chúng ta, mỗi người chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày đổi mới để nên con người mới, con người hoàn thiện, con người thánh. Mà Thánh Phaolô dùng một cách so sánh, đó là anh em mỗi ngày hãy chết đi cho tội để sống lại với Đức Giêsu. Mỗi ngày anh em hãy chết đi cho tội, tức là từ bỏ tội lỗi. Mỗi ngày mình hãy giảm dần những nét xấu, những khuyết điểm của con người để chúng ta tăng thêm những nhân đức và trở nên con người thánh thiện. Và hành trình khởi đầu của công cuộc đổi mới ấy bắt đầu từ ngày chúng ta chịu phép rửa tội, tức là chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa. Cho nên trong thánh lễ này có nghi thức rửa tội để nhắc nhớ lại mỗi người chúng ta đã được rửa tội rồi. Và như Thánh Phaolô nói, khi chúng ta được rửa tội, chúng ta dìm mình vào cái chết của Đức Giêsu, và khi chúng ta lên khỏi dòng nước ấy thì chúng ta trở thành con người mới, con người được tái tạo, con người được hoàn sinh và con người được tha thứ, con người sống trong sự thánh thiện. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy đón nhận sứ điệp của ngày lễ hôm nay để chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin cho chúng ta nhận ra những điều kỳ diệu Chúa làm trong lịch sử. Đêm nay gọi là đêm canh thức, tức là chúng ta thức tỉnh để ôn lại lịch sử. Chúng ta thức tỉnh để nhận ra những điều tốt đẹp Chúa đang làm trong đời mình, và chúng ta thức tỉnh để hứa với Chúa mỗi người chúng ta hãy sống hiện tại và tương lai cho tốt hơn. Và giờ đây là nghi thức tiếp tục, nghi thức rửa tội. Có 12 anh chị em sau thời gian đã học giáo lý, họ đã suy nghĩ, họ quyết định theo Chúa Giêsu làm môn đệ của Chúa với tư cách là thành viên của giáo hội và là người công giáo. Chúng ta hãy tham dự lễ nghi này trong niềm vui. Đồng thời chúng ta cầu nguyện cho họ là những tín hữu trung thành của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện trong thánh lễ này để cho chúng ta nhận ra những điều kỳ diệu Chúa đã làm đối với cuộc đời chúng ta. Và như vậy, khi ý thức được những điều tốt lành Chúa đã làm, mỗi người chúng ta hãy cố gắng, như Thánh Phaolô nói, mỗi ngày hãy chết đi cho tội lỗi để sống lại với Chúa, làm con cái của Chúa. Đó là hoa trái của bí tích rửa tội. Đó cũng chính là bổn phận, là trách nhiệm mà bí tích rửa tội mời gọi chúng ta thực hành mỗi ngày. Amen. Kính thưa cộng đoàn, 20 thế kỷ đã qua, Giáo hội Kitô giáo không ngừng khẳng định với thế giới, mọi nền văn hóa, mọi thời đại, mọi ý thức hệ chính trị rằng ngôi lời đã làm người và ở với chúng ta. Khẳng định này không chỉ được nhắc lại trong mùa Giáng sinh, nhưng mà khẳng định này là cốt lõi giáo huấn của đạo Kitô, đạo Công giáo. Và nếu ngôi lời không nhập thể, không làm người thì đức tin của chúng ta vô ích. Nếu không tin ngôi lời nhập thể thì không tin Chúa Ba Ngôi, không tin vào giáo hội, không tin vào linh hồn bất tử, không tin có đời sau, không tin có lòng nhân ái của con người. Vì thế mà trải qua những thăng trầm của lịch sử, có những giai đoạn vô cùng bi đát. Kể cả những cuộc bách hại, bao nhiêu chứng nhân đức tin đã chết, nhưng mà giáo hội vẫn luôn luôn khẳng định một cách chắc chắn ngôi lời đã làm người và ở với chúng ta. Thiên Chúa làm người không phải câu chuyện hoang đường.
Mầu nhiệm nhập thể tức là Thiên Chúa làm người của chúng ta, đức tin của chúng ta. Không giống như huyền thoại, Lạc Long Quân Âu Cơ đẻ ra 100 quả trứng. Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể không giống như câu chuyện Thánh Gióng đánh tan giặc Ân. Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người không giống như nàng tiên bước ra từ quả thị trong câu chuyện Tấm Cám. Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể không phải là một cách nói biểu tượng, so sánh, nhưng mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể là cốt lõi và là nền tảng đức tin của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu giáo hội tuyên xưng điều này một cách chắc chắn là vì giáo hội dựa vào tin mừng của Thánh Gioan ở chương 1 câu 14, Thánh Gioan sau khi đã suy tư về nguồn gốc thiên linh của ngôi lời của Đức Giêsu, thì ông khẳng định và ngôi lời đã làm người và ở với chúng ta. Câu khẳng định ấy đã được viết ra với niềm xác tín cách đây hơn 2.000 năm. Và ngày hôm nay 20 thế kỷ sau, giáo hội không ngừng rao giảng, giáo hội không ngừng khẳng định, và giáo hội lấy mạng sống, những người tín hữu lấy mạng sống của mình để mà làm chứng cho điều ấy. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hiểu về mầu nhiệm nhập thể như thế nào? Xin nhấn mạnh lại, mầu nhiệm nhập thể không phải là một câu chuyện hoang đường, mà là cốt lõi đức tin của chúng ta. Mầu nhiệm ấy nói với chúng ta Thiên Chúa cao cả đã làm người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Đức Giêsu thành Nazareth vừa là con người lịch sử, nhưng mà cũng vừa là Thiên Chúa làm người. Và Thiên Chúa ở trên 9 tầng cao xanh trong thời xa xưa, bây giờ đã làm người để ở với chúng ta, để chung chia phận người với chúng ta, để lau khô giọt lệ trên đôi má người đau khổ, để đồng hành với con người trong những vui buồn của cuộc đời nhân thế. Đức Giêsu Thiên Chúa làm người từ đến nay đã được 2023 năm. Kính thưa cộng đoàn, vì thế đức tin của chúng ta đặt nền tảng trên mầu nhiệm Đức Giêsu nhập thể làm người. Nhưng nếu chúng ta vừa nói Đức Giêsu là một nhân vật lịch sử, thì có thể có nhiều người nghĩ rằng giống như những vĩ nhân đã qua, dù là có một thời huy hoàng nhưng mà đã lùi vào dĩ vãng. Đức Giêsu của chúng ta là một nhân vật lịch sử, nhưng đồng thời cũng là một con người, một đấng đang sống giữa chúng ta. Người là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Giêsu đã khẳng định điều ấy trước khi Ngài chia tay các môn đệ về trời: này đây Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Xác tín vào sự hiện diện của Đức Giêsu mà biết bao nhiêu thế hệ của những người Kitô hữu đã sẵn sàng làm chứng cho Chúa, bởi vì đức tin nói với họ Đức Giêsu đang hiện diện trong tâm hồn, trong cuộc đời và trong xã hội này. Chúng ta cũng thế. Thánh Gioan trong bài sách thánh thứ hai, trích từ thư thứ nhất của người, đã khẳng định với chúng ta: những điều mà chúng tôi đã nhìn thấy, những điều chúng tôi đã nghe được, những điều mà tay chúng tôi đã chạm tới ngôi lời hằng sống, thì chúng tôi làm chứng cho anh em. Và hôm nay chúng ta đọc lại lời Thánh Gioan như thế để ước chi mỗi người công giáo chúng ta, bằng con mắt đức tin, bằng lý trí và bằng con tim, có thể nhìn thấy ngôi lời, có thể nghe thấy lời giáo huấn của Chúa Giêsu và có thể chạm thấy Chúa Giêsu đấng đang hiện diện trong cuộc đời này. Làm thế nào để chúng ta gặp Đức Giêsu là Thiên Chúa, đấng đã sinh ra cách đây hơn 2.000 năm và đang hiện diện giữa chúng ta? Giáo hội dạy chúng ta có nhiều cách để chúng ta gặp Chúa. Trước hết, chúng ta gặp Chúa bằng việc chúng ta thành kính đón nghe lời người. Lời phúc âm là lời của Chúa Giêsu.
Vì thế mà khi các linh mục dâng lễ, đọc bài phúc âm xong, tuyên bố đó là lời Chúa, thì như chúng ta thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, ngợi lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta gặp gỡ Chúa bằng việc chúng ta lắng nghe lời của Người. Chúng ta gặp gỡ Chúa bằng việc chúng ta cung kính để rước mình Thánh Chúa, bởi vì giáo hội dạy chúng ta trong bí tích thánh thể có sự hiện diện trọn vẹn của Chúa Giêsu, có thần tính và nhân tính, có linh hồn và xác của Đức Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta có thể gặp Chúa khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau, bởi vì Chúa nói với chúng ta, ở đâu có hai hay ba người hội lại mà tụ họp nhân danh Thầy, Thầy ở giữa họ. Chúa hiện diện giữa chúng ta khi chúng ta quy tụ lại với nhau để đọc kinh, để cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu Kitô. Và Chúa cũng hiện diện chúng ta cũng có thể gặp được Chúa qua những người nghèo khổ, những người bất hạnh, những người cơ nhỡ, những người cô đơn, những người già yếu, bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta vào đến ngày phán xét thì vị thẩm phán ấy sẽ nói: khi ta đói các con cho ăn, khi ta rách rưới các con cho mặc, khi ta tù đầy các con viếng thăm. Và những người ấy được chúc phúc thì hiểu rằng, hỏi Chúa rằng: có bao giờ mà chúng con thấy Chúa đói đâu? Có bao giờ chúng con thấy Chúa rách rưới trần truồng đâu? Có bao giờ chúng con thấy Chúa ở tù đâu? Chúa Giêsu khẳng định: khi nào các ngươi làm những điều ấy cho những người bé mọn là các ngươi làm cho chính ta. Vì thế, kính thưa cộng đoàn, khẳng định của Thánh Gioan Tông Đồ, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta, là khẳng định của giáo hội trải qua 20 thế kỷ và đồng thời tiếp tục là khẳng định của mỗi chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta muốn là những người Kitô hữu đích thực thì chúng ta phải khẳng định được điều ấy qua cách sống của mình, qua đời sống thiêng liêng cầu nguyện của mình, qua mối tương quan với anh chị em, qua mối liên hệ thân thiết gia đình. Bởi vì nếu ngôi lời nhập thể Đức Giêsu hiện diện giữa chúng ta tin điều ấy thì trái tim chúng ta, tâm hồn chúng ta, lý trí của chúng ta, hành động của chúng ta phải sống cho nó phù hợp với đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Nếu không thì đức tin và việc làm sẽ trở thành hai thực tại hoàn toàn tách rời, không có liên quan gì đến nhau. Chúng ta cũng vừa nghe bài phúc âm Thánh Gioan kể với chúng ta vào ngày sáng sớm thứ nhất trong tuần. Ngài cùng với ông Phêrô đã ra mộ từ sáng sớm, đã chứng kiến ngôi mộ trống, Đức Giêsu không còn trong ngôi mộ ấy nữa. Vì thế mà đức tin của chúng ta dẫn chúng ta từng bước từ xác tín vào mầu nhiệm nhập thể, tức là Thiên Chúa làm người, dẫn chúng ta đến niềm hy vọng của người Kitô hữu. Chúng ta tin Chúa để làm gì? Thưa, tin Chúa để Chúa giúp cho chúng ta nên tốt hơn trong cuộc sống. Tin Chúa để Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, sự bình an và thành đạt. Tin Chúa để chúng ta tìm được nguồn sức mạnh mỗi khi chúng ta lao đao trong hành trình cuộc đời. Và với câu chuyện ngôi mộ trống vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần năm xưa, lời Chúa muốn khẳng định với chúng ta, những ai tin theo Đức Giêsu cũng sẽ được sống lại, phục sinh vinh quang với Người. Đó là lý tưởng của người Kitô hữu chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta mừng 100 năm ngôi nhà thờ này. Tôi được biết xây từ năm 1913. Và 10 năm sau, năm 1923, ngôi nhà thờ này được khánh thành. Và ngôi nhà sứ xây năm 1928, 5 năm sau. Như tôi thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, một công trình này chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, chứng kiến biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn của những người sống xung quanh đây, và đặc biệt là của những người Kitô hữu. Chúng ta tạ ơn Chúa vì 100 năm ngôi nhà này bền vững. Sự tồn tại của ngôi nhà này vừa nói với chúng ta về quyền năng của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng quyền năng, là đấng tạo dựng vũ trụ, là đấng làm chủ lịch sử. Thiên Chúa là đấng hướng dẫn chúng ta với cánh tay mạnh mẽ nhưng mà dịu dàng. Chúng ta tin ngôi nhà thờ này tồn tại là nhờ quyền năng Thiên Chúa.
Và chúng ta thấy ngôi nhà thờ này tồn tại 100 năm cũng là một lời khẳng định về sức mạnh của giáo hội công giáo. Có những lúc người ta muốn phá nhà thờ, và cũng có những lúc người ta muốn xóa đức tin trong tâm hồn của người công giáo. Điều ấy đã xảy ra vào giữa thế kỷ thứ 17. Các vua nhà Nguyễn đã giết hại khoảng 130 người tín hữu công giáo. Khoảng 130 người, trong số đó 117 vị đã được phong thánh. Và cơn bách hại còn kéo dài. Và một hình thức nào đó cơn bách hại ấy vẫn còn tồn tại ngày hôm nay. Nhưng mà ngôi nhà thờ này là biểu tượng cho sức mạnh của giáo hội, bởi vì quyền lực thế gian, quyền lực con người có thể phá được nhà thờ nhưng mà không phá được tâm hồn con người. Có thể giết được người Kitô hữu nhưng không giết được đức tin, bởi vì đức tin là ơn Chúa ban cho và đức tin trường tồn, bền vững. Vì thế hôm nay chúng ta mừng ngôi nhà thờ này như lời ông Mô-xê nói với dân Do Thái trong bài sách thánh thứ nhất chúng ta vừa nghe đấy. Khi các ngươi nhìn lại những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho các cha ông các ngươi trải qua muôn thế hệ, thì các ngươi phải sống ngay lành thánh thiện và bước đi trong giáo huấn của Chúa. Đừng đi lạc đường. Ông Mô-xê nói với dân Do Thái như một sự suy tư hoài niệm về quá khứ để nhận ra bổn phận của mình trong hiện tại, để cùng nhau hướng về tương lai. Như thế giáo sư đồng trì hôm nay chúng ta cũng để ý tới ba chiều kích ấy. Một là nhìn lại quá khứ để thấy những kỳ công của Chúa, để thấy sức mạnh của giáo hội. Nhìn lại hiện tại hôm nay để mỗi người chúng ta đang sống, đang hiện diện trong ngôi nhà thờ này và là những người tín hữu nơi đây phải làm gì để đức tin của chúng ta được vững vàng, trường tồn với thời gian. Và trong tương lai chúng ta phải làm gì để truyền tải các đức tin cho các thế hệ tương lai. Chúng ta có bổn phận phải truyền tải đức tin cho các thế hệ tương lai. Một xã hội Việt Nam cũng như trên toàn thế giới mở ra với biết bao nhiêu tiến bộ, với bao nhiêu phát minh, biết bao nhiêu điều tích cực, nhưng mà cũng làm cho chúng ta có nhiều điều lo ngại. Bởi vì khi mà con người phát triển thì suy nghĩ về tôn giáo sẽ khác, đạo lý trong gia đình sẽ khác, và con người đối xử với nhau sẽ khác. Chúng ta đã thấy điều ấy rồi. Vì thế hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho giáo xứ đồng trì của chúng ta được phát triển. Chúng ta cũng cầu nguyện và tạ ơn các bậc ân nhân qua dòng thời gian đã hy sinh gian khổ để bảo vệ ngôi nhà thờ này, và quan trọng hơn cả là bảo vệ di sản đức tin và truyền lại cho chúng ta ngày hôm nay. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Gioan Tông Đồ, nhờ lời cầu bầu của Thánh Ven, xin Chúa chúc lành và ban cho chúng ta luôn luôn xác tín vào sự hiện diện của Đức Giêsu, vì ngôi lời đã làm người và ở với chúng ta. Amen. Kính thưa cộng đoàn, trong ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta, khi một người sinh ra, người ta gọi là người ấy chào đời. Khi một người kết thúc cuộc đời thì người ta gọi là người ấy đã tạ thế. Chào đời là tâm tình của người mới đến, tạ thế là tâm trạng của người sắp ra đi. Vì thế mà cách diễn tả lúc khởi đầu và lúc kết thúc cuộc đời con người trong ngôn ngữ Việt Nam chúng ta đã thể hiện được một nhân sinh quan, tức là một quan niệm về cuộc sống con người. Và cách thể hiện cái nhân sinh quan này cũng rất phù hợp với giáo lý của Kitô giáo. Khi chào đời cũng như khi tạ thế, người ta đều khóc. Có những giọt nước mắt của niềm vui, nhưng mà cũng có những giọt nước mắt của đau khổ. Khi chào đời, có thể người ta khóc bởi vì được hiện diện trên cõi đời này để sống kiếp nhân sinh,
và cái phẩm giá con người vô cùng quý giá trước mặt Chúa và trước mặt con người. Tuy vậy khi chào đời, cũng có thể người ta khóc bởi vì thấy cuộc đời này là vô cùng đau khổ và cuộc đời này cũng là một thung lũng nước mắt. Khi tạ thế người ta cũng khóc, có thể đó là giọt nước mắt của sự mãn nguyện khi nhìn lại một cuộc đời không có điều gì đáng chê trách. Nhưng mà có thể đó cũng là những giọt nước mắt của sự hối hận ăn năn bởi vì bao nhiêu năm sống ở trên thế gian mà chẳng làm được việc gì đáng trọng trước mặt Chúa và lưu lại cho hậu thế. Vì thế mà khi chào đời, người ta cất tiếng khóc chào đời. Và khi tạ thế, người ta cũng nhỏ lệ, đau thương, có thể làm sự mãn nguyện, nhưng cũng có thể là sự đau buồn. Khi chào đời thì bàn tay người ta nắm chặt, nhưng khi tạ thế thì người ta bàn tay lại buông xuôi. Khi người ta nắm bàn tay nắm chặt, có thể nói lên những tham vọng muốn khẳng định chính mình. Bởi lẽ khi ai bước vào cuộc đời này cũng mang nhiều dự tính trong tương lai. Nhưng mà khi tạ thế thì bàn tay buông xuôi, bởi lẽ đã cảm nhận được cuộc đời này có những điều vô nghĩa. Và cuộc đời này dù sống 100 năm cũng chỉ như bông hoa sớm nở tối tàn. Và dự tính đưa ra thì quá nhiều, nhưng mà những điều đạt được thì lại quá ít. Chính vì thế, phải chăng mà bàn tay con người buông xuôi? Hơn nữa, khi kết thúc cuộc đời, chẳng ai mang được gì ra khỏi thế gian. Mặc dù là quyền lực, danh vọng, của cải, con đàn, cháu đống, nhưng tất cả phải để lại hết, bởi vì khi họ ra đi, họ buông bàn tay để thõng. Điều mà họ có thể mang đi được đó là công phúc trước mặt Chúa. Khi nói đến giây phút khởi đầu và kết thúc của con người, chúng ta gọi người ấy chào đời, tức là bước vào cuộc đời, và tạ thế là ra đi. Và khi giải thích như thế thì có nghĩa là con người không chọn thế gian này làm quê hương vĩnh cửu, bởi vì họ đã có lúc đến và có lúc đi. Trần gian này chỉ là một khoảng thời gian mà chúng ta gọi là hành trình cuộc đời. Có những người thì hành trình cuộc đời ấy rất dài, nhưng mà cũng có những người hành trình cuộc đời ấy quá ngắn. Nhưng mặc dù là dài hay ngắn, xem ra trước mặt Chúa lại không quan trọng. Điều quan trọng là họ sống như thế nào và họ để lại cái gì cho hậu thế tương lai. Có những người cuộc sống ở trần gian tuy ngắn ngủi nhưng làm được những điều rất tốt đẹp cho cuộc sống. Có những khám phá, văn minh phát triển, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Có những người cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng mà làm những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Khi nhắm mắt xuôi tay, họ để lại những tiếng thơm, tiếng tốt. Như người ta nói, con cọp chết để lại da và người ta chết thì để lại tiếng. Cái tiếng mà để lại là tiếng thơm, tiếng mà để lại chính là công phúc. Vì thế mà con người chúng ta không chọn thế gian này làm quê hương vĩnh cửu, bởi lẽ đã có lúc đến và lúc đi. Lúc đến là chúng ta sinh ra ở đời, chào đời. Lúc đi là chúng ta nói lời tạm biệt. Vì thế mà một người chết người ta cũng gọi là người ấy qua đời, tức là người ấy đi ngang qua cuộc sống nhân sinh. Và khi ý thức được rằng cuộc sống này đã có lúc khởi đầu và lúc kết thúc, người ta đến và người ta đi, không ai dừng lại mãi mãi trong cuộc đời. 100 năm trước đây chúng ta chưa hề hiện hữu, và sau đây 100 năm cũng chẳng có ai chúng ta tồn tại trên thế gian này. Vì thế mà người tin vào Chúa không chọn quê hương là nơi vĩnh cửu, là nơi gắn bó. Người tin vào Chúa cũng xác tín rằng cuộc sống hiện tại này chỉ là tương đối mà thôi, bởi vì chẳng có gì là hoàn hảo, chẳng có gì là vĩnh cửu, tất cả chỉ là sự chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài để về nhà cha trên trời.
Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta ý thức cuộc sống này chỉ là tạm thời, thì chúng ta hướng về một quê hương vĩnh cửu. Khi chúng ta tìm thấy ở trên thế gian không có gì là tuyệt đối, thì chúng ta tìm tới một quê hương hoàn hảo. Khi cuộc sống ở đời này chỉ là tạm thời, có lúc đến và lúc đi, thì chúng ta cũng hướng tới một nơi mà con người sẽ tràn trề hạnh phúc. Đó là nơi nào? Con người từ bao nhiêu thời đại đã cố gắng để đi tìm kiếm hậu vận tương lai cuộc đời mình. Trong văn hóa Việt Nam của chúng ta, khi một người kết thúc cuộc đời, người ta so sánh như lá rụng về cội, người ta cũng so sánh như suối chảy về nguồn. Lá rụng về cội là về nơi mà mình từ đó xuất phát ra. Nhờ cội, nhờ nguồn mà mình có lá, có nhựa sống, lá xanh tươi. Và khi hoàn thành sứ mạng của một kiếp thân lá thì trở về với cội nguồn. Dòng suối cũng thế, sau khi chảy đi mọi nơi để làm thấm đượm lòng đất, cho cây cối sinh trồi lầy nọc, thì lại trở về với cội nguồn, là nơi mà từ đó suối đã được chảy ra. Người Kitô giáo được hướng dẫn bởi ánh sáng tin mừng. Chính Chúa Giêsu hôm nay nói với chúng ta: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, vì trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thánh Phaolô cũng nói với chúng ta trong thư gửi giáo dân Côrintô: anh em thân mến, chúng ta sống trên đời này chỉ như những cõi lều tạm mà thôi. Mà những cõi lều tạm ở trần gian này là do bàn tay con người làm nên, không có gì là tồn tại vĩnh cửu. Nhưng mà chúng ta có một quê hương ở trên trời. Quê hương ấy chính Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Vì thế mà khi suy tư về thân phận con người, mặc dù 100 năm sống ở trên trần thế chỉ giống như bông hoa sớm nở tối tàn, như đám mây buổi sáng hợp rồi lại tan, thì chúng ta được mời gọi hướng về quê hương vĩnh cửu là thiên đàng mà Thiên Chúa hứa cho những người công chính. Đức Giêsu đã nói với chúng ta: lòng các con đừng xao xuyến, và chính Chúa đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Chính vì thế mà trong ngôn ngữ của những người tin vào Chúa, khi một người kết thúc cuộc đời, người ta cũng nói: cụ Giuse, cụ Anna đã về nhà Cha trên trời. Đã về nhà Cha trên trời là một cách cắt nghĩa, lý giải sự sống, sự chết trong niềm hy vọng. Là một cách nhận định do ảnh được soi sáng bởi đức tin Kitô giáo, bởi vì xác tín rằng một người vừa nằm xuống là họ về nhà Cha trên trời. Đó mới là nơi quê hương vĩnh cửu, đó mới là nơi Thiên Chúa dành cho những người thánh thiện, và đó cũng là nơi chính Chúa Giêsu đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta suy tư về thân phận con người nhân ngày lễ dỗ của Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương. 20 năm của cuộc đời giám mục, Đức Cha đã hy sinh vất vả. Ngài về nhận địa phận năm 1979 là một thời điểm rất nhiều khó khăn. Chúng ta biết là trải qua giai đoạn triều đại giám mục của Đức Cố Giám mục Phêrô Maria Khuất Văn Tạo sau năm di cư, thì giáo tội hoàn toàn bị bế tắc, phong tỏa, rất là nhiều khó khăn bên trong bên ngoài. Đức Cố Giám mục Phêrô Maria Khuất Văn Tạo qua đời năm 1977, và hai năm sau, năm 1999, Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận chúng ta. Người được tấn phong ngày 18 tháng 2 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, và ngày 24 tháng 2 thì người về nhận giáo phận. Như quý cha ở đây đều đã biết, Đức Cha về nhận giáo phận trong một bối cảnh rất là khó khăn về nhân sự, khó khăn về kinh tế, khó khăn về các sinh hoạt tôn giáo, mọi nơi, mọi xứ đều thiếu thốn, đều gian nan, đều vất vả. Đức Cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương của chúng ta đã như một thuyền trưởng lái con tàu của giáo phận này trong suốt 20 năm, và dần dần từng bước tu sửa lại ngôi nhà thờ, lo lắng đào tạo nhân sự, đào tạo chúng sinh, chuyển chức cho các linh mục, đào tạo giáo dân và cổ võ tình hiệp nhất trong giáo phận.
Công lao trong suốt 20 năm triều đại giám mục của người thì chỉ có Thiên Chúa mới biết được. Chúng ta chỉ biết được một phần nào thôi. Ngày giỗ hôm nay chúng ta ôn lại cuộc đời của người và cũng là dịp để chúng ta suy tư về thân phận con người. Đức Cố Giám mục Giuse Maria là một món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho giáo phận chúng ta trong suốt 20 năm với cương vị là chủ chăn. Người đã phục vụ giáo cộng đoàn chúng ta, người mong ước cho chúng ta sống đạo đức, hợp nhất, yêu thương nhau và sống thánh thiện. Người mong ước cho cộng đoàn đức tin của chúng ta được thăng tiến và phát triển, và Ngài đã làm mọi việc để đạt tới những kỳ vọng ấy. Chúng ta là hậu thế, chúng ta hãy cố gắng để tiếp nối những dự tính của người, những thao thức của người, để làm cho giáo phận chúng ta mỗi ngày thêm phát triển trong bình an và đạo đức. Đây cũng là dịp chúng ta suy nghĩ về thân phận con người. Chúng ta đã sinh ra ở đời này, chúng ta đã chào đời, và chắc chắn có ngày chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt, người ta gọi là tạ thế. Cuộc đời chúng ta có thể là dài hay ngắn, nhưng điều quan trọng là chúng ta làm được gì cho giáo hội, điều quan trọng là chúng ta làm được gì cho cuộc đời. Và hơn nữa, chúng ta tin cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta không chọn quê hương này làm nơi vĩnh cửu, nhưng mà Chúa Giêsu đã hướng dẫn cho chúng ta, lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Tin vào Đức Giêsu, chúng ta cũng tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, Ngài sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm, những khiếm khuyết và yếu đuối của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đang hiện diện trong ngôi nhà thờ này để tưởng niệm và ôn lại cuộc đời của Đức Cha Cố, sau này chúng ta cũng được gặp Người trên thiên quốc. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mục đích của đời sống Kitô hữu là tôn vinh Thiên Chúa và cố gắng sống thực thi những gì Chúa dạy để chúng ta được nên thánh, nên hoàn thiện. Đó là một mục đích quan trọng. Chúng ta hiểu và nhớ mục đích của đời sống Kitô hữu. Xin được nhắc lại, mục đích của đời sống Kitô hữu đó là tôn vinh Thiên Chúa và cố gắng áp dụng lời Chúa dạy để chúng ta được nên hoàn thiện trong cuộc sống hàng ngày. Nói như thế, chúng ta có hai khía cạnh: một là tôn vinh Thiên Chúa, hai là hoàn thiện bản thân. Về việc tôn vinh Thiên Chúa thì chúng ta cũng thấy có hai cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là chúng ta ca tụng Chúa vì những điều tốt đẹp Chúa đã làm cho mình. Thứ hai là chúng ta tôn vinh Chúa vì Chúa là đấng quyền năng cao cả siêu phàm, và Chúa vượt lên chất tất cả mọi tạo vật. Khi tôn vinh Chúa vì những việc tốt lành Chúa làm, chúng ta đã cử hành các mầu nhiệm liên quan đến việc Chúa Giêsu sinh ra, Chúa Giêsu rao giảng ơn cứu độ, Chúa Giêsu giáo huấn và dạy dỗ, Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, Chúa Giêsu sống lại và Chúa Giêsu lên trời. Tất cả một năm, chu kỳ của một năm, chúng ta đã tôn vinh Thiên Chúa qua những việc tốt lành người làm để thánh hóa con người và cứu độ con người. Và ngày hôm nay, sau khi đã đi hết một cái vòng chu kỳ như thế, thì chúng ta mới dừng lại một chút để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, nhưng mà ở một khía cạnh khác, đó là chúng ta chiêm ngưỡng Thiên Chúa xem Người là ai và Người là thế nào. Khi đặt câu hỏi Thiên Chúa là ai và Người như thế nào, thì giáo hội trả lời cho chúng ta: Chúa mà chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa ba ngôi. Tuy vậy, những điều này nó vượt xa cái suy nghĩ của con người, cho nên nếu có phân tích thì chúng ta cũng không thể nào mà hiểu hết được. Chúng ta chỉ hiểu một phần trong mầu nhiệm Chúa ba ngôi, bởi vì chúng ta là con người, người trần mắt thịt, chúng ta không thể hiểu được hết những chân lý siêu nhiên, tức là chúng ta cũng không thể hết được bản chất của Thiên Chúa là như thế nào. Như Chúa Giêsu nói, chưa ai lên trời bao giờ, chưa ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, mà chỉ có con một Chúa ở trong cung lòng của Chúa Cha đến thế gian để nói cho chúng ta về Chúa Cha.
Cũng như chúng ta chẳng hạn, trong số chúng ta đây có nhiều người chưa được đi nước này nước khác, nhưng mà chúng ta nghe những người đã được đi nước ấy về kể cho chúng ta cũng cảm nhận được một phần nào đó về sự huy hoàng, tráng lệ và văn minh của đất nước ấy thôi. Chúa Giêsu nói với chúng ta, Thiên Chúa ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và trong các bài đọc chúng ta vừa nghe hôm nay đều nhắm tới một điều, đó là Thiên Chúa ba ngôi không phải là một cái gì ở ngoài chúng ta, mà cuộc sống của người Kitô hữu liên quan đến Chúa ba ngôi, bởi vì Chúa Cha luôn luôn sáng tạo làm cho chúng ta hiện hữu, Chúa Con luôn luôn giáo huấn và cứu độ chúng ta, và Chúa Thánh Thần luôn luôn chăm sóc và dạy dỗ chúng ta. Ba yếu tố ấy nói lên sự cần thiết cho sự hiện hữu của con người, bởi vì nếu không có Chúa Cha sáng tạo, nếu không có Chúa Con cứu độ và không có Chúa Thánh Thần giáo huấn, chúng ta sẽ trở về với hư vô, chúng ta sẽ trở về với hư vô, không hiện hữu trên thế gian này. Vì thế mà một trong những hình ảnh được dùng để so sánh, để nói với chúng ta về Chúa ba ngôi, xin được dùng một hình ảnh dòng sông chảy êm đềm, mà chúng ta là một trong những sinh vật sống trong dòng sông ấy. Con cá mà giống sống trong dòng sông thì nhờ dòng sông mà nó lớn lên. Nếu thiếu nước nó không thể sống nổi. Con cá mà đưa lên khỏi nước chỉ một vài phút thôi, một vài chục phút thôi là nó chết, không thể sống nổi. Con cá sống trong dòng sông dìm mình vào sự phong phú, màu mỡ, phì nhiêu và lớn lên. Con cá giống sống trong dòng sông được hưởng tất cả mọi điều tốt lành, thuận lợi để mà lớn lên. Vì thế mà đời sống người Kitô hữu chìm ngập trong ơn Chúa ba ngôi như thể con cá sống trong dòng sông. Và nếu chúng ta cảm nhận được điều ấy, thì chính dòng sông làm cho chúng ta sống. Dòng sông ấy là dòng sông ân sủng, mà chúng ta sinh ra, chúng ta đã sống trong dòng sông ấy rồi. Bởi vì chúng ta sinh ra qua đức tin nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta lớn lên mỗi ngày là nhờ ơn của Chúa, Chúa ba ngôi, Chúa vườn nuôi dưỡng chúng ta qua bí tích thánh thể và nâng đỡ chúng ta qua bí tích thêm sức, đồng thời củng cố chúng ta, chữa lành chúng ta trong bí tích hòa giải và làm cho chúng ta mỗi ngày thăng tiến về đời sống đức tin qua lời giáo huấn và qua ân sủng của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, như thế mỗi khi ăn cơm chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Chúa ba ngôi. Mỗi khi gặp một việc gì quan trọng chúng ta làm dấu nhân danh Chúa ba ngôi. Mỗi khi đi đường, có nhiều người có thói quen rất là tốt lành, bắt đầu ngồi lên xe, bắt đầu khởi động thì làm dấu thánh giá để xin Chúa ban cho mình được bình an. Mỗi khi vào nhà thờ cầu nguyện chúng ta làm dấu nhân danh Chúa ba ngôi. Tất cả những điều đó là gì? Thưa, để chúng ta cậy trông ơn Chúa, và chúng ta muốn sống như tinh thần của Thánh Phaolô nói rằng, dù anh em ăn, anh em ngủ, anh em vui chơi giải trí, anh em đi lại, tất cả mọi việc anh em hãy làm nhân danh Chúa Giêsu Kitô, để nhờ người mà anh em được quy hướng về với Chúa Cha. Nếu trọn vẹn đời sống của chúng ta đều được nhân danh Chúa ba ngôi, thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin đoan chắc một điều là chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui và mọi sự chúng ta làm đều tốt đẹp. Bởi vì chúng ta không làm nhân danh cá nhân mình. Nhân danh cá nhân mình thì còn nhiều sự ích kỷ, còn nhiều sự nhỏ mọn, ti tiện, tầm thường. Nhưng mà nhân danh Chúa ba ngôi thì chắc chắn chúng ta sẽ làm những điều quảng đại. Bởi vì chúng ta làm vì Chúa, nhân danh Chúa, với ơn phù trợ của Chúa, và nhằm tới mục đích là làm sáng danh Chúa. Đó là một phần ý nghĩa của ngày lễ ba ngôi, mà Chúa ba ngôi mà chúng ta dâng hôm nay. Hôm nay cũng là ngày 22, sắp sửa hết tháng 5 rồi, tháng dâng hoa, thưa quý ông bà và anh chị em. Trước lễ chúng ta thấy các em nhỏ dâng hoa rất là tuyệt vời, những tâm hồn đơn sơ, những đóa hoa muôn màu muôn sắc thể hiện cho tấm lòng yêu mến của chúng ta đang hiện diện trong ngôi nhà thờ, cũng như thể hiện cho tấm lòng yêu mến của tất cả những người Công giáo, là những người có truyền thống yêu mến Đức Mẹ. Tôi kêu mời mỗi quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy ý thức mình đang trong tháng dâng hoa, trong tháng kính Đức Mẹ. Chúng ta hãy làm một cái điều gì đó để thể hiện lòng yêu mến đối với Đức Mẹ. Chúng ta đọc một kinh kính mừng, chúng ta suy gẫm một mầu nhiệm mân côi, hay là chúng ta
cố gắng làm điều gì đó để bắt chước Đức Mẹ. Đó là những điều rất là tốt lành mà giáo hội mong muốn. Bởi lẽ dâng hoa trên cung thánh đây chỉ được 20-30 em thôi, nó là một nghi thức thôi, nhưng mà điều mà nó muốn phát biểu, điều mà cái nghi thức dâng hoa này muốn phát biểu, muốn diễn tả, đó là tấm lòng yêu mến của chúng ta. Tôi tin chắc những cái điều ấy ai trong chúng ta cũng có thể làm được, và ai trong chúng ta cũng có sẵn sàng thiện chí để làm, để tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Amen. Kính thưa cộng đoàn, tên của Thánh Đa Minh có hai cách gọi. Chúng ta vẫn gọi là Thánh Dominico, hoặc chúng ta gọi Ngài là Thánh Đa Minh. Vậy sự khác biệt như vậy có nghĩa gì? Dominico là tên khai sinh của Thánh Nhân, là tên của một dòng họ thuộc nước Tây Ban Nha. Tên Đa Minh là một tên được Việt Nam hóa. Đa Minh có nghĩa là ánh sáng lớn, và có nhiều tác giả cho rằng danh xưng Thánh Đa Minh do chính Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn lúc bấy giờ là giám mục Bùi Chu là người đầu tiên đã gọi Thánh Dominico với tên gọi này. Và như chúng ta đều biết, Đa Minh có nghĩa là ánh sáng lớn, bởi vì cuộc đời của Thánh Đa Minh đã như một vầng sáng chiếu soi thế gian. Và danh xưng Đa Minh phần nào phác họa lại một sự kiện được kể lại. Khi thân mẫu của Ngài mang thai, thì bà có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, bà nhìn thấy một con chó ngậm một bó đuốc sáng và chạy vòng quanh khắp thế giới. Bà cảm thấy lo lắng sợ hãi vì điềm báo này, cho nên đã làm tuần 9 ngày để kính Chúa Thánh Thần, để xin Chúa cho biết ý nghĩa của điềm triệu ấy nghĩa là gì. Sau 9 ngày cầu nguyện thì chính cha xứ đã đến để nói với bà rằng người con mà bà sẽ sinh ra sẽ là người đem ánh sáng của chân lý chiếu vào thế gian.
Và cuộc đời của Thánh Đa Minh đã chứng tỏ điều ấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế khi chúng ta gọi Ngài là Thánh Dominico, là chúng ta dùng chính tên khai sinh của Người bằng tiếng gốc Tây Ban Nha. Và khi chúng ta gọi Ngài là Đa Minh, đó là một danh xưng đã được Việt Nam hóa, và danh xưng ấy mang ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc, có nghĩa là Ngài chính là ánh sáng để chiếu soi cho giáo hội, cho biết bao người lầm lạc, biết đường để trở về với Chúa. Cuộc đời của Thánh Đa Minh đã ứng nghiệm điều mà thân mẫu của Người đã thấy trước, đó là Ngài trở nên ánh sáng. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Đa Minh là ánh sáng trước hết, đó là ánh sáng của chân lý, của giáo thuyết, của lý trí, của sự uyên bác và sự khôn ngoan. Chúng ta vừa nghe trong bài sách thánh thứ nhất, tác giả đã ca ngợi sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan là quà tặng vô giá mà Thượng Đế ban cho. Người ta có thể đánh đổi mọi sự để lấy sự khôn ngoan, vì sự khôn ngoan đem lại hạnh phúc. So sánh với vàng bạc thì sự khôn ngoan cao cả hơn nhiều, và vàng bạc đặt trước sự khôn ngoan thì sẽ giống như cát bụi vậy. Sự khôn ngoan là một điều cần thiết, một ơn ban của Thiên Chúa, bởi lẽ nhờ sự khôn ngoan người ta kiếm tìm chân lý, nhờ sự khôn ngoan người ta gặp gỡ Thiên Chúa. Thánh Đa Minh đã suốt đời Ngài nỗ lực tận tụy cố gắng để loan truyền sự khôn ngoan, giúp cho mọi người hiểu biết Chúa. Người đã nỗ lực loan báo Đức Giêsu, và mục đích dòng mà Ngài thành lập được gọi là dòng anh em thuyết giáo, hay là dòng anh em giảng thuyết. Bởi vì ơn gọi chính của dòng đó là đi loan báo về Đức Giêsu, giảng cho mọi người biết chân lý, để nhờ đó họ được ơn cứu độ. Cuộc đời của Thánh Đa Minh trước hết là phản ánh ánh sáng của chân lý, ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của sự khôn ngoan, và ánh sáng ấy đến từ chính Thiên Chúa. Đức Giêsu đã tuyên bố: ta là ánh sáng thế gian, ai đi theo ta sẽ không còn đi trong tối tăm, và họ sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống đời đời. Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là ánh sáng bởi ánh sáng, bởi vì chính Chúa Cha là nguồn ánh sáng bất diệt, và Đức Giêsu là ánh sáng đến thế gian này để chiếu soi cho con người. Vì thế cuộc đời của Thánh Đa Minh trước hết phản ánh ánh sáng của trí tuệ, của sự khôn ngoan, của ân sủng, của chân lý, và ánh sáng là chính Đức Giêsu Kitô. Rồi chúng ta cũng thấy Thánh Đa Minh phản chiếu sự ánh sáng của Ngài qua đời sống thánh thiện. Cuộc đời của Thánh Đa Minh kể lại như bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu đã nói: con cáo có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ dựa đầu. Thánh Đa Minh đã muốn áp dụng cụ thể theo nghĩa đen lời Chúa Giêsu dạy. Vì thế mà Ngài không có phòng riêng ở trong tu viện. Ngài không có phòng riêng bởi vì phòng ở của Ngài là nhà nguyện. Ngài ngồi hoặc là nằm, lúc nào mệt thì nằm, nhưng mà đều ở trong nhà nguyện hết, bởi vì được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, noi gương Chúa Giêsu. Như con cáo còn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ dựa đầu, noi gương Đức Giêsu, Đấng đã trở nên khó nghèo vì con người để đem hạnh phúc cho con người. Vì thế cuộc sống thánh thiện của Thánh Đa Minh đã như một ánh sáng tỏa lan cho môi trường xung quanh, trước hết là đối với anh em của dòng thuyết giáo, và sau đó là đối với những người được nghe thánh nhân rao giảng. Chính vì thế mà lời rao giảng của thánh nhân có sức thuyết phục, bởi vì người ta nghe Thánh Đa Minh giảng y như Chúa Giêsu giảng vậy. Người ta nghe những lời chứng của thánh nhân thì người ta thấy có sức sống, có tâm hồn, và lời ấy lay động tâm hồn con người để họ trở về với Chúa, để họ sống tuân theo lời của Chúa dạy. Thánh Đa Minh có nghĩa là ánh sáng từ Thiên Chúa, ánh sáng của trí tuệ, của sự khôn ngoan, ánh sáng của sự thánh thiện, ánh sáng của sự khiêm nhường, ánh sáng của lòng yêu mến giáo hội. Và cuộc đời của Thánh Đa Minh vì như ánh sáng cho nên đã đem lại những hiệu quả tốt đẹp đối với giáo hội công giáo.
Chúng ta vừa nghe cha bề trên thuyết giảng trước thánh lễ nói về cái giai đoạn lịch sử của giáo hội vào thế kỷ thứ 12, thế kỷ thứ 13 là một giai đoạn có nhiều tăm tối giữa trong lòng giáo hội cũng như những thù trong địch ngoài tấn công giáo hội. Vì thế mà có hai vị thánh đồng thời, một là thánh Phanxicô khó khăn, hai là thánh Đa Minh. Cả hai vị thánh này đã lập dòng và đầu tiên các tu sĩ đi hành khất để nói lên sự khó nghèo. Và hai vị thánh này đã được coi như hai vị ghé vai để đỡ tòa nhà của thánh Phêrô, tức là tòa nhà giáo hội đang có nguy cơ bị nghiêng, và nhờ hai vị đó đỡ dậy mà ngôi nhà ấy trở lại đứng vững. Và đó cũng chính là giấc mơ của Đức Giáo Hoàng đương thời, khi mà Ngài nằm mơ thấy ngôi nhà đền thờ thánh Phêrô đang có nguy cơ bị nghiêng ngả, và có hai người đàn ông đã ghé vai lại, gánh đỡ và nắn uốn lại, ngôi nhà ấy cuối cùng đã trở nên vững chắc. Hai vị ấy là thánh Đa Minh và thánh Phanxicô. Vì thế mà thánh Đa Minh chiếu tỏa ánh sáng của người vào thế gian để đẩy lùi tối tăm của sự bê bối, đẩy lùi tối tăm của chia rẽ, của hận thù, và đem lại sự bình an cho giáo hội. Những kẻ thù lúc bấy giờ, những người chủ trương những đường lối khó nghèo và khắc kỷ khác nhau, nhưng mà họ phải chịu lui bước trước sự thánh thiện, đạo đức và uyên bác của thánh Đa Minh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta yêu mến thánh tổ phụ Đa Minh, chúng ta muốn noi gương người, và đó cũng là một trong những lý do quan trọng để chúng ta cùng gia nhập các huynh đoàn Đa Minh giáo dân. Điều quan trọng là chúng ta cần phải noi gương thánh phụ để chúng ta trở nên ánh sáng giữa cuộc đời hôm nay. Khi chúng ta xem các thông tin ở các trang báo mạng, chúng ta thấy cuộc sống xã hội Việt Nam càng ngày càng có nhiều vụ bê bối, càng ngày càng có nhiều tệ nạn, càng ngày càng thấy bi quan và con người chán nản trước một thực tại xã hội. Đối với chúng ta là những người tin vào Chúa, chính trong bối cảnh này mà giáo hội mời gọi chúng ta hãy trở nên ánh sáng chiếu soi thế gian. Đó chính là lời mời gọi của Chúa Giêsu: các con là ánh sáng thế gian, các con là muối cho đời. Thánh Đa Minh đã là ánh sáng để chiếu soi thế gian, và ánh sáng ấy ngày hôm nay còn đang chiếu rọi qua biết bao nhiêu tu sĩ nam nữ của dòng Đa Minh và biết bao nhiêu thành viên của các huynh đoàn Đa Minh giáo dân. Và giáo phận Hải Phòng chúng ta có gần 6.000 thành viên của huynh đoàn Đa Minh giáo dân. Mỗi người chúng ta đang được mời gọi là ánh sáng của Thiên Chúa, bắt nguồn từ ánh sáng của Đức Giêsu để chúng ta chiếu tỏa trong cuộc đời này. Các con là ánh sáng thế gian. Một cách cụ thể, thế nào là ánh sáng? Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta đều có thể trở nên ánh sáng được. Ánh sáng ấy là sự khiêm nhường trong cuộc sống. Ánh sáng ấy là sự kiên nhẫn. Ánh sáng ấy là lời cầu nguyện. Ánh sáng ấy là cố gắng hòa giải những mâu thuẫn. Ánh sáng ấy là đem cho người khác niềm vui. Ánh sáng ấy là sự thánh thiện của người công giáo. Ánh sáng ấy là sự tôn trọng tiếng nói của lương tâm. Ánh sáng ấy là sự tôn trọng phẩm giá, đức công bằng và quyền lợi của những người xung quanh mình. Đó là chúng ta thực hành giáo huấn của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta thực hành giáo huấn của Chúa Giêsu, khi chúng ta làm việc bác ái, thì ánh sáng cuộc đời của chúng ta sẽ bừng lên, như lời ngôn sứ Isaiah nói với chúng ta: khi các ngươi mở cửa để giải phóng cho tù tội, khi các ngươi nâng đỡ những người mồ côi quá phụ, khi các ngươi giúp cho con người làm hòa với nhau, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong đêm tối. Mỗi người chúng ta được trao ánh sáng của Chúa Giêsu trong ngày chúng ta lĩnh nhận bí tích thanh tẩy. Vì thế mà danh xưng Đa Minh là danh xưng tên gọi của Thánh Phụ, nhưng mà tên gọi Đa Minh cũng là tên gọi của mỗi chúng ta, để chúng ta tiếp tục đem ánh sáng của Đức Giêsu vào lòng cuộc đời này. Và chắc chắn mỗi ánh sáng đi đến đâu thì sẽ đẩy lui tối tăm, đẩy lui bất công, đẩy lui tệ nạn, đẩy lui những hận thù, đẩy lui những chia rẽ, và làm cho con người được hạnh phúc bởi vì có ánh sáng của Chúa, ánh sáng chân lý soi chiếu. Mỗi chúng ta trong giáo phận Hải Phòng, gần 6.000 thành viên của huynh đoàn Đa Minh giáo dân,
Ước chi nhờ lời cầu bầu của Thánh Đa Minh, chúng ta hãy trở nên ánh sáng như Ngài qua sự học hỏi lời Chúa, qua lời cầu nguyện và qua những nỗ lực để sống lời Chúa, nỗ lực thực thi bác ái đối với anh chị em chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Amen. Kính thưa cộng đoàn, khi tuyên xưng Đức Giêsu là vua, phụng vụ thánh lễ hôm nay tôn vinh Người là vua của vũ trụ, là vua của các vua và là vua muôn thuở. Khi tôn vinh Đức Giêsu là vua vũ trụ là chúng ta muốn nói tới không gian, một không gian mênh mông rộng lớn. Chúa Giêsu làm vua không phải là của một vương quốc được ngăn cách bởi biên giới núi rộng sông dài, nhưng Chúa Giêsu là vua cả vũ trụ. Khi chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu là vua muôn thuở là chúng ta muốn nói đến chiều kích thời gian. Chúa Giêsu không phải chỉ làm vua trong một giai đoạn nào của lịch sử, nhưng mà là vua vĩnh cửu, là vua mãi mãi. Và khi chúng ta nói Chúa Giêsu là vua muôn vua, tức là chúng ta so sánh Đức Giêsu với những vị vua trần thế, thì Chúa Giêsu là vua của các vua. Chúa Giêsu là vua của các vua trên thế gian này. Và khi nói như thế là chúng ta tôn vinh Đức Giêsu, tôn vinh vương quyền của Người. Vương quyền của Người không giống như vương quyền của các vị vua trần thế. Chúa Giêsu là vua vũ trụ, Chúa Giêsu là vua muôn thuở và Chúa Giêsu là vua các vua. Khi nói đến tước hiệu Chúa Giêsu là vua, chúng ta thấy tước hiệu này có vẻ như lạ lẫm, nhất là trong xã hội hôm nay, đại đa số các nước trên thế giới chế độ phong kiến không còn tồn tại. Danh xưng Đức Giêsu là vua xem ra có vẻ lạc lõng, có vẻ xa lạ với chúng ta. Tuy vậy, nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu là vua luôn luôn gần gũi với chúng ta, và Chúa luôn chăm sóc chúng ta, Chúa thống trị chúng ta bằng tình yêu thương. Và hôm nay khi sống ở đời này, chúng ta đã thuộc vương quốc của Chúa, đó là sự chuẩn bị để sau khi chúng ta kết thúc hành trình trần gian, chúng ta sẽ được bước vào quê trời, là nước thiên đàng vĩnh cửu, là nơi Chúa Giêsu là vua ngự trị muôn đời. Nói đến một vị vua thì bao giờ chúng ta cũng nói đến một lãnh thổ. Chúng ta nói đến một quốc gia, chúng ta phải nói đến quốc kỳ. Nói đến một đất nước, chúng ta nói đến của cải, tiền bạc. Những yếu tố đó xác định một quốc gia tồn tại trên thế giới này. Nếu một quốc gia mà không có lãnh thổ, không có một vị vua, không có quốc kỳ, không có đồng tiền, thì quốc gia ấy không tồn tại và không được các nước khác công nhận. Vậy lãnh thổ, vương quốc của Chúa Giêsu là gì? Điều ấy Chúa Giêsu đã tuyên bố trước mặt Phi-la-tô mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay. Chúng ta tạm nhìn lại suốt hành trình Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng, chính bản thân Người cũng rất là dè dặt khi dùng danh xưng vua. Bởi vì các tác giả phúc âm thuật lại với chúng ta, khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều thì người ta thấy lạ lùng quá, hấp dẫn quá và ngoạn mục quá, cho nên người ta đổ xô đi tìm Người và định tôn phong Người làm vua. Chính lúc ấy thì Chúa Giêsu lánh mình ra nơi thanh vắng để cầu nguyện, bởi vì Chúa Giêsu không muốn cho họ có quan niệm lệch lạc về vương hoàng của Người. Chúa Giêsu luôn luôn muốn để cho họ có cái nhìn đích thực về sứ mạng thiên sai của Người, như là Chúa muốn và như chính thức sứ mạng mà Người đã nhận lãnh từ nơi Chúa Cha. Và khi chúng ta thấy trước tòa Phi-la-tô, Phi-la-tô vặn hỏi Chúa Giêsu có phải ông là vua dân Do Thái không?
thì Chúa cũng rất là dè dặt trong vấn đề danh xưng này. Chúa nói, ông tự nói thế hay là có người khác nói với ông về tôi? Pilato đã nói, tôi đâu có phải người Do Thái. Những người nộp ông cho tôi, họ bảo ông tự xưng là vua. Vậy ông có phải là vua không? Chúa Giêsu nhân dịp này muốn mặc khải, muốn nói cho Phi-la-tô biết vương quốc của người không phải là thế gian, mà vương quốc của người là vương quốc của sự thật, vương quốc của công chính. Khi nghe nói vậy ông là vua ư, Đức Giêsu đã trả lời, ấy là Ngài nói thế, tôi là vua, chính Ngài nói tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian để loan báo sự thật, và ai lắng nghe sự thật thì nghe tôi. Có nghĩa là ai lắng nghe sự thật, ai sống trong sự thật thì thuộc về vương quốc của tôi. Như thế lãnh thổ của Chúa Giêsu không phải là núi cao, biển rộng, sông dài, không phải là dân số đông đúc, không phải là kinh tế phồn thịnh, không phải là văn hóa truyền thống lâu đời, nhưng vương quốc lãnh thổ, vương quốc của Chúa Giêsu chính là lòng con người. Vương quốc của Chúa Giêsu là vương quốc của sự thật, vương quốc của công chính, vương quốc của sự thiện, và những ai lắng nghe tiếng nói của chân lý, những ai chuyên tâm làm điều thiện, những ai sống tình bác ái thì thuộc vương quốc của Chúa Giêsu. Vì thế mà trên hành tinh trái đất này, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thuộc nền văn hóa nào, chủng tộc nào, ngôn ngữ nào hoặc ý thức hệ chính trị nào, những ai mở rộng tâm hồn để đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu thì vương quốc của người đã tồn tại nơi ấy. Những ai mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Giêsu vào lòng thì họ là công dân của nước trời và họ là người thuộc về lãnh thổ của Chúa Giêsu. Vương quốc của Chúa Giêsu cũng có quốc kỳ giống như các quốc gia khác. Quốc kỳ ấy chính là cây thập giá. Chúa Giêsu đã dùng cây thập giá để diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với con người. Qua cây thập giá, chúng ta nhận ra người là con Thiên Chúa. Cũng giống như vị bách quan đội trưởng là người của một vị lính La Mã, trước khi Chúa Giêsu chút hơi thở trên cây thập giá, ông vẫn là người cứng tin, cứng lòng tin. Nhưng mà khi ông chứng kiến Chúa Giêsu chút hơi thở trên cây thập giá, ông là người đầu tiên tuyên xưng rằng quả thật ông này là con Thiên Chúa. Vì thế cây thập giá diễn tả với chúng ta tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Cây thập giá cũng minh chứng với chúng ta Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Cây thập giá là cờ hiệu chiến thắng của người Kitô hữu. Cây thập giá ban cho chúng ta sức mạnh. Cây thập giá đem lại cho chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta bi quan chán nản. Cây thập giá giao hòa con người với Thiên Chúa và giao hòa con người với nhau. Cây thập giá chính là hiệu kỳ của nước trời, tính là quốc kỳ của vương quốc mà Chúa Giêsu làm vua. Rồi chúng ta cũng để ý đến một quốc gia. Một quốc gia bao giờ cũng phải có đồng tiền in trên đó, mà hình in trên đồng tiền là tổng thống, vị vua hoặc là người lập quốc. Đồng tiền, tiền bạc của vương quốc nước trời không phải là vàng bạc châu báu, nhưng mà giá trị của cải của vương quốc nước trời chính là lòng bác ái và công phúc mà chúng ta lập được. Cho nên đến ngày tận thế, Chúa sẽ xét xử chúng ta về thái độ của chúng ta đối với anh chị em mình. Ông hay bà, anh hay chị có chăm sóc những người nghèo không? Có giúp cho người nghèo khổ bất hạnh trong cuộc đời không? Có giải phóng cho người tù đầy không? Có nâng đỡ những tâm hồn đau thương dập nát hay không? Bởi vì chính qua công việc bác ái, chúng ta để lại một công đức, và công đức ấy sẽ tồn tại đi theo chúng ta suốt cuộc đời. Rồi một quốc gia bao giờ để tồn tại và phát triển cũng phải có một bộ luật. Bộ luật phải càng chắc chắn và bộ luật được thực hiện nghiêm khắc chu đáo thì quốc gia ấy sẽ phồn thịnh. Vương quốc của Chúa Giêsu cũng có một bộ luật hết sức là đơn giản. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, thầy truyền cho các con một giới răn mới này là các con yêu thương nhau. Thầy truyền cho các con giới răn của thầy.
Như thế cái bộ luật quan trọng nhất của vương quốc của Đức Giêsu đó là bộ luật bác ái, đó là tình yêu. Và tình yêu, ai yêu thương thì chu toàn lề luật, như Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa chiêm ngưỡng Đức Giêsu, chúng ta vừa tìm hiểu vương quốc của Người, một vương quốc có những đặc tính giống như một vương quốc trần gian. Vương quốc ấy là vương quốc vĩnh cửu, vương quốc của chân lý, vương quốc sự thật, vương quốc của niềm vui, vương quốc của hạnh phúc. Và chính chúng ta đang là những công dân của vương quốc ấy, là công dân của nước trời. Nước trời đã khởi sự ở thế gian này ngay từ khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng. Vì khởi đầu công cuộc rao giảng tin mừng, Đức Giêsu nói anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Vì thế mà Chúa rao giảng nước trời đã khởi đầu ở trần gian này tuy chưa đến bước thành toàn. Và chúng ta là những người đang cộng tác phần mình để làm cho nước trời lan rộng trên thế gian này. Chúng ta cộng tác phần mình để làm cho giáo huấn của Chúa Giêsu được nhiều người nghe đến, nhiều người biết đến và nhiều người thực hành giáo huấn ấy. Và như thế là chúng ta chu toàn bổn phận của một công dân nước trời. Công dân nước trời là niềm vui, là niềm hãnh diện và tự hào, đồng thời cũng là một trách nhiệm đối với chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế trong ngày lễ tôn vinh Đức Giêsu là Vua Vũ Trụ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người Kitô hữu sống xứng đáng với danh hiệu của mình. Người Kitô hữu phải là người lắng nghe lời Chúa, phải là người thực thi lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Mà thực thi giới luật quan trọng nhất là đức bác ái. Người Kitô hữu phải hiệp thông với giáo hội, hiệp thông với nhau. Người Kitô hữu đi đến đâu thì phải đem niềm vui và hòa bình đến đó, như Đức Giêsu, như nước trời hiện diện nơi nào thì đem chân lý, đem bình an và đem niềm vui cho con người của mọi thời đại, của mọi nền văn hóa, mọi quốc gia và mọi chủng tộc. Và ngày hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hợp ý với anh chị em ca đoàn tôn vinh Thánh nữ Cecilia, trinh nữ tử đạo. Trinh nữ Cecilia là một người phụ nữ can đảm, tuy là trẻ tuổi nhưng mà can đảm trước những hình khổ vào thời cấm đạo khốc liệt. Chị đã can đảm trung thành với Chúa, và không những là can đảm trung thành với Chúa, giữ vững đức tin, mà còn thuyết phục một người bạn, người yêu của mình là Valerio kiên trung theo đạo và được rửa tội. Vì thế mà cuộc đời của Thánh nữ Cecilia được tôn vinh như là quan thầy của các nhạc sĩ, và có rất nhiều ca đoàn nhận Thánh nữ làm quan thầy. Thánh nữ Cecilia đã hát lên bằng chính cuộc đời của mình, giống như chúng ta vẫn hát một bài thánh ca để tôn vinh các thánh tử đạo. Đây bài ca ngàn trùng, bài ca dâng về Thiên Chúa, bài ca thấm nhuộm máu đào. Thánh nữ Cecilia đã hát bằng cả cuộc đời của mình và bằng dòng máu của mình để tôn vinh Thiên Chúa. Hào quang của Thánh nữ là tấm gương soi sáng cho chúng ta và là một bài học mời gọi chúng ta hãy bắt chước Thánh nữ Cecilia. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em ca đoàn. Từ mấy năm nay, ca đoàn Cecilia của Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng càng ngày càng thêm phát triển về nhân số các anh chị em tham gia, cũng như về chất lượng lời ca tiếng hát, và về tinh thần kỷ luật, cũng như là về tình đoàn kết giữa anh chị em các ca viên. Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị em ca đoàn và cầu mong cho anh chị em luôn luôn tìm được niềm vui khi mà mình tham gia ca đoàn của Nhà thờ Chính tòa cũng như các ca đoàn khác. Bởi lẽ ca đoàn là những người dâng lên Chúa lời ca tiếng hát. Lời ca tiếng hát thể hiện niềm vui và niềm hy vọng. Ngay cả trong thánh lễ an táng chúng ta cũng hát lên để diễn tả niềm hy vọng. Vậy nếu anh chị em ca viên mà không có niềm vui trong tâm hồn, không có niềm hy vọng trong tâm hồn, và nhất là không có tình bác ái trong tâm hồn, thì lời ca tiếng hát của chúng ta nó sẽ không đem lại cái âm hưởng sâu xa, tác động vào tâm hồn của những người tham dự thánh lễ và làm cho thánh lễ trở nên sinh động, giúp cho mọi người tín hữu cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, xin Thánh nữ Cecilia cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta
luôn luôn mãi mãi trung thành là người công dân của nước trời. Và xin Thánh Nữ cầu bầu cho tất cả chúng ta, anh chị em ca đoàn cũng như những người đang hiện diện nơi đây, mọi người đều có thể ca hát bằng tâm hồn đạo đức, bằng trái tim và bằng lòng yêu mến của mình. Amen.